bạn xem trên live. Hôm nay bạn cây hiệp thảo tiếp tục lại vào công việc. Và bây giờ là bạn hiệp sẽ xiên cây bằng những que sắt và đập vào xe ô tô để chở cho khách hàng nhé. Càng xe lưng của mình là hôm nay chọc vào cái sâu, không để ý cái là nó bị đấu sang cái led bên cạnh mình xếp sát quá, cho nên là nó gãy lên luôn. Mới đầu giờ chủ quan quá. Ông khách này là ông lấy một ít cây để ông ấy chèn những cái bên dưới cái đế bên dưới bờ sân để ông ấy xây bờ sân, bởi vì là cái đế bên dưới nó sâu cho nên là dùng cây để chèn cho nó nhanh lên bờ. Cây nhà mình đã để lâu năm lâu ngày cho nên là nó rất là cứng. Rút xiên xong là mình sẽ đổ thêm một nét đặc nữa là tha hồ. Để xiên này thì nó sẽ được nhiều hơn. Thế nhưng mà mình muốn nhanh thì mình cho một nét xiên và một nét đặc. Nét đặc mình sẽ đổ nhúng. Còn nét xiên thì mình đặt vào đây mình rút vài que là xong. Lèn thùng mà phẳng thì là rút rất nhàn, nhưng mà lèn nó bị cái đáy thùng nó bị cong thì nhiều khi nó hơi bị vấp. Xong rồi mình sẽ đóng nắp thùng và đi kiếm một cái led đặc đổ vào đít cho nó đầy một chuyến là gọn nhẹ. Xe mình chạy gần cho nên là mình cứ đổ nó hơi lớn một chút cũng được, bởi vì là mình không đi xa. Tí nó đậy bạt vào là nó kín mít luôn. Xiên sắt mình đổ gọn vào cái đống này để tí nó, hoặc là chuyến sau lại sẵn đấy xiên luôn, đỡ phải di chuyển nhiều. Mới đầu giờ sáng nhưng mà mặt trời bắt đầu bình minh, mặt trời bắt đầu lên, nắng rất đẹp, nắng nhẹ nhàng. Làm nghề vật liệu xây dựng này cơ bản là cũng hơi vất vả, nhưng mà được cái là mình gắn bó với nghề lâu năm cho nên là nó cũng giống như là một thú vui vậy, vừa làm vừa kiếm tiền, vừa là để thư giãn, mình yêu nghề mà. Cây đóng ra thì tốt, mọi người khen rất thích. Bây giờ mình đổ xuống đây để cho nó gọn một chuyến thôi. Ôi giời, cái nét mấy hôm mưa nó bị ẩm, thế là nó trơn, nhưng mà không sao, biết là nó trôi thì cho nó xuống rồi đấy. Sau đó là nhấc nét rất nhàn. Nếu mà là nét sắt ấy thì là sẽ yên tâm hơn, nhưng nét gỗ thì cái nét này là cũng cứng đấy. Nét này đổ như thế mà nó không bị bật một nan nào luôn. Mấy viên rơi vỡ kia thì tí nữa mình lại xếp vào led. Khi nào chờ chuyến sau thì mình lại bổ sung sau. Thừa bao nhiêu viên thì mình trừ đi vào cái led đặc là ra được, rất nhanh gọn. Bây giờ là Văn Hiệp nên san ra cho nó đỡ bị xô. Những cái hòn trên cao này mình san xuống cho nó im ả đi, nó lắc không bị rơi xuống đất. Bầu trời hôm nay phải nói là quá tuyệt vời. Nắng lên những ngọn cây nó có bóng nắng này. Bầu trời xanh nét luôn, mây trắng, trời xanh mây trắng nắng vàng. Không khí trong sạch. Buổi sáng này là không khí rất là trong sạch vì là qua một đêm. Nó đại khái là nó cũng có tí sương. Đấy, mình lại nó ẩm thì là không khí nó rất là trong xanh. Chưa có bụi. Chiều thì nó sẽ ở bụi hơn cho nên là không khí nó không được trong như buổi sáng.
Xong rồi bây giờ là mình sẽ xuống và đậy bạt và đi thôi, vận chuyển thôi. Nào, come on, hành trình kiếm tiền bắt đầu. Xin chào mừng những vị khách hàng đầu tiên. Xin chào Linh Anh, gạch cốt nát. Mặt trời bình minh rạng lên rồi, bầu trời nhìn lung linh chưa? Ôi, trong xanh, những cánh đồng lúa mênh mông bát ngát. Rồi bây giờ mình sẽ lùi vào chỗ đổ nhá. Công trình vẫn bề bộn lắm cho nên là trước khi lùi là mình cũng đã phải dọn cơ số xe máy và ván, vì là nó hẹp, đường hẹp. Mà chỗ công trình thì thường thường thì ở đâu cũng vậy, đủ các đồ nghề hết, thứ nọ thứ kia, máy này máy kia nhiều thứ. Ở đây sau đó là mình sẽ hỏi xem là ông cai hoặc là ông chủ nhà có nhà thì sẽ ra chỉ xem đổ đâu. Anh cai này anh đang bảo là đổ ở góc bên này để chiều hoặc là sáng mai là thợ sẽ xây ở cái dọc cái sườn đường mình đi xuống đấy. Và bây giờ là anh đang dọn ván để lên chỗ mình đổ. Thì hôm nay là ngày rằm đấy. Ngày rằm thì là chị thì lúc nãy mình có để ý là chị đang thắp hương, thì hôm nay là ngày rằm tháng 7, chị đang thắp hương. Thì ông chủ chắc là hôm qua cũng bận công việc đêm khuya cho nên là sáng ra là nó mỏi cho nên là chưa dậy sớm được. Công trình nhà anh ấy thì nếu mà để mà nói thì không biết nói như nào, đại khái là nó cũng tương đối rộng, mảnh đất không được rộng lắm nhưng mà cái ngôi nhà và cái khuôn viên sân thềm rất là đẹp, nhìn nó không gian nó thoáng. Anh ấy làm bên về sản xuất và nuôi trồng đông trùng hạ thảo đấy, cho nên là anh ấy kết hợp làm nhà là anh ấy làm văn phòng luôn. Văn phòng ở bên góc ngoài cổng kia là cái phòng trưng bày, ở sân này anh sẽ làm khu thư giãn. Mọi người khi nào mà hoàn thiện công trình này mình sẽ quay tiếp để mọi người chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp nhé, cái vẻ đẹp không gian công ty của anh Lương Tú nhé, địa chỉ Dương Đức, Lạng Giang, Bắc Giang. Đấy, hàng chuyên xuất khẩu, bà con lân cận đây thì vẫn cứ thường hay đến ủng hộ nhưng mà chỉ là một chút ít thôi, còn chủ yếu sản lượng là anh xuất ra nước ngoài hết nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ lùi theo ý của nhà thầu để đổ xuống cái góc bên này. Đấy, cái chị đi xe máy này là công nhân sản xuất, có lẽ là đến giờ thay ca. Cái cây của mình có được không? Chất lượng cây liệu có đạt tiêu chuẩn không được? Nếu mà không được thì tham gia đóng góp ý kiến nhá. Để mình còn biết nhá. Cây kém hay là tốt thì cũng cho mình xin một nhận xét để mình củng cố sản xuất. Bây giờ mình đổ xong rồi, mình sẽ chuẩn bị tí nữa là mình sẽ gửi hóa đơn chủ, sau đó là mình về. Rồi, xin chào tạm biệt quý khách hàng. Chào tạm biệt bà con. Em lại trở về với bãi và tiếp tục vào những công việc khác. Hẹn những chuyến đi sau. Mọi người hãy cho Văn Điệp một đăng ký kênh và một like nếu như chưa đăng ký hoặc là chưa like để tiếp tục theo dõi những chuyến đi hành trình và hại sau này nhé. Khi nào rảnh Văn Điệp sẽ quay để ghi hình và để chia sẻ với mọi người cùng cùng hành trình nhé. Chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người vui vẻ.